như là những công dụng của chú anh chị mình cùng lời vẫn ưu như kỹ nãy giờ quý vị. Mỗi tờ đã vé là 20.000 đồng. Rất là một chú anh chị mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. Đó, mình lỡ đến đây rồi quý vị. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Mình có chơi kiểu gì xíu mình cũng kinh quý vị. Còn nếu như không kinh thì ngày mai kinh. Ngày mai kinh, còn nếu ngày mai không kinh mốt. Ngày mốt kinh. Còn nếu ngày mốt tới chơi không kinh nữa kia. Ngày kia nữa tới đây chơi mà không kinh luôn. Tuần sau. Đúng rồi, tuần sau tới tiếp. Tuần sau tới mà chúng chưa kinh luôn. Ngày nửa tháng sau. Nửa tháng sau dẫn tới chơi lô tô luôn mà không kinh luôn. Một tháng. Một tháng là lúc đó là chú hốt bên tay chị hụi đó, người chết đâu có tiền chơi nữa. Thôi, không có tiền thì bán xe. Bán xe chơi mà không kinh luôn. Thì bán nhà. Bán nhà, chơi bán nhà không tin luôn. Bán nhà. Bán nhà không tin luôn. Kỹ mày á, má chỉ chơi má. Sao tập chơi gì từ ngày này qua ngày khác bán hết trơn của cả trong nhà cũng không tin chơi gì được. Mười điểm. Đúng rồi. Trời ơi, 10 điểm đúng không cơ? Trời ơi, bán hết rồi lấy gì mà chơi nữa. Cái bây giờ bán hết trơn nhà cửa vàng dọc, bán hết trơn chơi ngày này qua tháng nọ, bán nhà bán cửa hết trơn cũng không chút chơi làm gì. Tôi chỉ cho một cái mẹo nè. Làm gì nữa? Một cái mẹo kiểu gì cũng kinh. Cái lương tôi lúc này nó cũng có một cái mẹo. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ lắng nghe cho kỹ nè quý vị. Cái này là em chia sẻ thiệt nha. Tại vì bản thân em cũng trước khi mà đi hát quý vị, em cũng chơi lô tô. Mà trước khi em biết cái mẹo này không có kinh quý vị. Mua vé gì thì không có kinh. Trời, hay quá. Trời ơi, cái mẹo hay ghê luôn á. Chưa nói xong mà chưa có mẹo luôn á. Chưa tới chút mẹo luôn á. Đó là lúc mà các người đẹp mua vé quý vị. Đó, mình giơ tay lên. Thôi, giơ tay lên. Chưa. Giơ tay lên là kinh đó quý vị, giơ tay lên đi quý vị. Còn 3 vé là không, đi vé lợi rồi. Khi mà người đẹp đưa vé đó quý vị, trước khi mình đưa ra, mình nên chỉ phải vừa nhận cái vé quý vị. Là một con. Là một con hả? Thật vui là một con. Là cái gì là một con 3 lần là kinh. Là kinh. Thấy không, chỗ này nó thử rồi quý vị. Mọi người lên quay số, vậy cho mọi người la một con là một con ở dưới là khán giả. La một con biết 30 chiếc, giờ còn có 13 chiếc. La Bô Tôn sao có vụ Mít Ren quý vị. Mít Ren được tổ chức tại thì hiện tại nó nói luôn tôi hơn đang tổ chức tại Mít Ren đấy quý vị. Mít Ren đó quý vị có mấy người đẹp dữ lắm đi thi nên là ai cũng đầu tư để cho đẹp đẽ hết trơn á. Giúp giận giỡn nha, đừng thấy bự con người ta không dám làm gì nha. Để người ta nói chuyện. Nói đi chuyện. Kính thưa toàn thể quý vị. Bự con mày sao? Vô đây. Vô không? Sao mày hả? Thì mày muốn không? Mày muốn không? Rồi vô, cho cái nhạc đẹp cho thầy ơi, quý vị ơi. Bây giờ từ lúc rồi nó hốt ra luôn quý vị ơi. Ai thắng ơi quý vị. Tàn tàn tàn. Tàn tàn tàn. Tàn tàn tàn. Rồi sao 1-0. Đúng không? Tốt rồi nó dở quá mình. Đúng không? Ôi. Ôi. Ôi, thay mít đồ sủ mà. Rồi sau lưng kìa. Nó mày cái quần xin nè. Mày xin là quá xin hả? Mấy xin hả? Đúng không? Hai đứa gì sợ quá hả? Vô! Ba luôn rồi kìa. Trời. Nâng! Xong! Vô! Thì mấy xe lửa cái tao hồ. Ơ gì? Một! Mấy xe lửa mấy xe hả? A! Ê! Mấy xe lửa mô hả? Ê! Xuống! Trời ơi! Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với đất nước Tây Ban Nha với một đấu mò như quý vị. Rồi con mò đấu xong lội luôn luôn kìa. Có chuyện lội luôn con ơi. Quần nó văng. Trời ơi là trời. Tao nghi. Hát cái gì trời. Tổ kẻ vô đi má ơi. Tụi sao đông hết trơn rồi. Đi làm chặn rồi. Chết rồi. Ăn uống thì ăn uống ở nhà đi. Lần của khoai vô chi không biết à. Ăn ở nhà đâu chịu đâu. Rồi kính thưa các vị. Quý vị tin tình tâm danh tâm vừa dùng lời này 20 ngàn đồng cho một tờ lá vé hả quý vị ha. Đau quá vậy chị. Ê, đánh là tự té luôn nha. Đánh từ đào nha. Rồi quý vị chưa có lá vé thì tin tình tâm danh tâm dừa. Còn quý vị đã có lá vé rồi thì xin mời quý vị hướng mắt về khu vực có ánh đèn. Chúng ta bắt đầu do có ánh đèn nè. Ánh đèn sáng nhất mà hiểu không? Một mười lăm
14 phòng mình tìm mới hai con 14 buồn 15 con 14 4 15 con 14 4 15 giờ số tí số gì đây số gì đây con số gì đây một trái tim khô một trái tim mua đau trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu suốt đời em vẫn mãi là người đến sau nên anh chấp nhận một mối tình cảm còn số năm chúc mừng anh trai.
Dạ mời anh lên sân khấu bây giờ chúng em dò nha. Còn lại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng một tờ lá vé quý vị. Dạ thì nhân viên chúng em đang phục vụ cho cô chú chị mình bên dưới nha. Rồi chủ nhân đầu tiên vòng loại 927. 927 đúng trong lời. 34. 34 có 1. 20. 20 có 2. 14. 14 có 3. Số 3. Số 3, 14, 20 và 34, 4 câu hỏi nghe hợp lệ. Anh chị nào có một thoáng nghi ngờ thì cứ biết lên đây kiểm tra băng và tờ vé nhà mẹ nha. Rồi và em hỏi một lần nữa là có ai trùng nữa vào con số 34 nữa không ạ? Nếu không có thì bây giờ chúng mình sẽ chung được là phẩm nha. Rồi em ở anh dùng cho một quà nha. Dạ rồi, bây giờ ơi, chúng em có đang phục vụ cho chị mình là tờ lá vé 20 thành công. Vì rất mong anh chị mình tới đây rồi mình tư tình 25 triệu thì mình chơi chúng em luôn. Rồi và ai tới sự thân kẹp. Ủa gì vậy? Trời ơi, trời ơi, để ta nói chứ trời. Rồi quý vị ơi, và nghe từ bây giờ một loại này sẽ không để cho quý vị mình mất thời gian nữa và trở lại chương trình cả nhà. Xin mời quý vị nghe qua tiếng hát của người đẹp Liên Thu Thảo cùng người đẹp Sĩ Thanh. Và để lúc này trong lời tiếp theo do Liên Thảo Sĩ Thanh gửi đến biên giả một hát tên ít nhiên trời nào xin vui lắng nghe. Kính thưa quý vị, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Rồi đổi bài đi làm. Quý vị ơi, thôi đổi bài khác đi anh ơi, bắt bài khác được vậy em. Đừng nói chuyện cái nè. Rồi vô đi, không không có được, được đâu, được đâu. Em cái nè. Không, bài đã cất rồi, bài đã chị bấm cất rồi. Hồi chị em bấm xó rồi. Kính thưa quý vị, không sao quý vị. Không có người này hát thì mình có. Đúng không rồi. Có người này hát, không có người kia nói, người kia người này nói cho bắt vé đi. Bắt vé đi chị, đúng rồi đó. Đúng rồi. Đó quý vị ơi, là do lỗi kỹ thuật chút xíu thì chút nữa nhà đại lý phảo sáng sao nha quý vị. Và ngay từ bây giờ thì những trên tay của những người đẹp còn sót động lại chỉ có đôi ba tờ lá vé thì rất mong anh chị mình luôn nhiệt tình để cho chúng em nha. Chính rồi, không để làm mất thời gian của quý vị nữa. Ngay từ bây giờ vì là có cái máy trên tay tập trung muốn mắt về sáng bắt đầu. Giờ số tạnh mưa rồi quý vị ơi, mình có thể ra ngoài trước này mình ngồi luôn nha. Đó cho nó thoải mái hơn nha anh chị ơi. Tôi thì đây mấy cái gì đi, cô xuất gì ra. Rồi quý vị ơi, thì một lần nữa em xin nhắc lại nha. Ở ngoài trước mình bên đây đã hết mưa rồi, cho anh chị nào muốn thoải mái hơn hoặc là có nhiều chỗ ngồi hơn thì quý vị ra ngồi trước nha anh chị. Tôi thì đây mấy cái gì đi cô xuất gì ra mấy cái gì đi xuống gì đi cô xuất gì đây. Ra mờ sóng như hiên lứa đôi, sao mà lão phơi cho anh nhìn mà tình em mất người ơi. Trôi trên dòng sông hương ngờ, ra bờ sông anh hẹn với em. Mai mốt đây anh em cầu cầu nhờ người say dính tên ta. Anh nhớ mà tiền buồn em đã thư cùng nghe nhà bóng nghe ra đò số luôn. Xuống gì ra, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Mấy gì ra, mấy gì ra. Người thơ là từ phương băng đã qua dòng sông. Sông dài tìm đến nơi này một nhà thang. Lòng chung bóng la 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 la. Ơi đời sống mình vui là vui, dìu nhau đi vào ta đắm say. Con số 7 con số 7 27 27 27 28
38, 38, 57, 14 con dù gì đây. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Một ông sao sang, hello ông sang sao. Và ông sao sang sang yêu buồn ăn nhà. Bốn ông sang sao, kẻ nắm màu sao sang. Kẻ sao ông sang sao, trên trời cao. Còn mười sao, còn mười sao, còn mười sao, còn mười sao. Con mười sao, con mười sao, số gì đây mày gì đây, số gì đây mày gì đây, lòng phù nhìn quán anh, kim điểm nhôn trên canh nơi cầm cung mơ, nhìn ai xót xa trong lòng, tuổi thăng mà hồng không khác gì quán anh ngơ, ngồi bầu trời tung cánh bay để ta đâm theo bao nỗi niềm tận cam, con số tám, 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 con gì đây, con gì đây, mày gì đây. Còn 40, còn 40, còn 40, còn 40, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì ra. Rồi khi đắm say tình yêu mới, anh có còn nhớ chuyện ngày qua. Và mai muốn ôm đàn sang bên, anh có nhớ khi mình đắm say. 40 bài, 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 mày gì đây. Năm gì ra, năm gì ra, năm gì đây. Ba mươi lăm, ba mươi lăm, ba mươi lăm là lá dế cờ ngợp xứ khơi trường xe. Dạ vâng, thưa quý vị ơi, chị anh chị mình ở bên ngoài nè, mình những chiếc ghế đúng rồi, lá cây là những chiếc ghế hoàn toàn miễn phí nha quý vị nha. Đã nói là tôi Nam có trang bị đến 1.000 chiếc ghế màu xanh lá cây này nè, toàn thể quý vị là ghế hoàn toàn miễn phí, cho nên anh chị mình cứ lấy mà ngồi ha quý vị ha, không có mắc phí gì đâu, cho nên là toàn thể quý vị mình cứ lấy mà ngồi vào bàn, kêu những chai nước rất là ngon từ các tiểu thương ở bên đây phục vụ tận tình tận nơi cho toàn thể quý vị cứ lấy ngồi đi ha quý vị ha, không sao đâu. Dạ đúng không quý vị? Đúng rồi, đúng rồi, đúng chưa, đúng chưa, đúng 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 rồi. Bây giờ chọn của anh trai đầu tiên vòng loại 7-3-5 ạ. 7-3-5 7-3-5 đúng rồi. Cô số quy định đi qua số 7. Số 7 có 1. Có 1. 16. Có 2. 35. Có 3. 47. Hợp lệ. Quay về hợp lệ thì vị chủ nhân đầu tiên, vị chủ nhân thứ hai vòng loại 7-3-5 đúng rồi. Cô số quy định đi qua số 7. Có 1. 27. Có 2. 35. Có 3. Cô số cuối cùng là cô số 57. 57 hợp lệ. Rồi quay về hợp lệ. Như vậy là chúng ta có hai chủ nhân đồng giải, rồi tặng phẩm thì chỉ có 1 triệu thôi. Bây giờ mình chia đều hay là mình quay số ạ? Anh thì sao? Chia đều để ai cũng có tặng phẩm mang về ha. Rồi xin cảm ơn hai chủ nhân đồng giải, mỗi người nhận qua không có lịch sử trị giá 500.000 đồng. Xin được chúc mừng hai anh trai. Chúng tôi quý vị thân mến, trong đêm diễn ai gặp cổ đại ngày chủ nhật hôm nay tại sân khấu Đà Sơn Container, thì mở phần 2 chút xíu nữa của số thì mình sẽ được giao lưu gặp gỡ cùng với những ca sĩ hải ngoại, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ngọc Huy. Thế một vụ cô chú anh chị mình sau đêm trước, đêm ngày hôm qua, lý do là thời tiết xấu ảnh hưởng đến đêm diễn, nên là một chút xíu ở đây tại sân khấu này, cô chú anh chị mình sẽ được giao lưu gặp gỡ cùng với nàng tiên dao nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền quý vị nha. Mình hãy nán lại quý vị. Đúng rồi quý vị, và những quý vị ở bên ngoài nè, quý vị đừng có đứng chi cho nó mỏi chân quý vị ha. Cái đó là tôi Nam có trang bị ghế với toàn thể quý vị mình, quý vị cứ ngồi đó coi đi, rồi quý vị mua nước của tiểu thương nè, đồ ăn thức uống của tiểu thương, đó là cả một cái hệ thống mà cái đó là tôi Hương Nam muốn dành tặng cho toàn thể quý vị mình. Quý vị dùng nước nè, đồ ăn của tiểu thương nè, rồi quý vị coi VD nè đó, rồi quý vị một lát nữa coi nghệ sĩ nè, dò số nè, chúc thưởng nè, quá trời ơi. Trời ơi, còn cái bây giờ không giờ sâu lắm động luôn đi ha. Một chào đón qua tiếng hát của Nam Thanh Lịch, đàn nữ Thanh Lịch, Lý Thu Thảo. Lên đi mình.
Cái này nó kỳ quá vậy trời.
Rồi quý vị ơi, vừa rồi của chú chị mình đã giao lưu gặp gỡ và hội viên ngắn rất là nội lực, người đẹp Lý Thu Thảo. Chắc nhìn cái người đó chị thôi nội lực không? Cỡ đó mà không nội lực nữa. Với là cô đồ bên đất như vậy lâu. Bên dưới này đẹp động lại như tài lắm vé chót, tài lắm vé cuối. Mỗi tài lắm vé là 20.000 đồng. Mà sẽ đem về một phần lì xì trị giá 1 triệu đồng quý vị. Rồi quý vị là xuyên có lắm vé thì tình tình tâm đã tham dự. À, những trong đời này gắn án đó tôi nam xin được phép sổ nhanh sổ lẹ cho toàn thể quý vị mình. Ai cũng có tầm phẩm mang về. Cái gì vậy trời? Ra bây giờ rồi nó xếp ảo thuật hả trời? Nói này kỳ mày khôn á. Với bộ môn lột da đầu. Thôi nó chín nó chậm giật anh nó nhớ da đầu. Vô dẫn ra đi, đi, đi. Quý rồi quý vị có lắm vé trên tay tập trung cho đề sáng bắt đầu. Dạ số. Và những trong đời này thật nhiều may mắn nha. Hey. Còn quý vị ơi bên ngoài cũng như bên trong hai chị có vé quý vị. Còn số 4, 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 còn số 4
Còn số 4, còn số 4, còn anh chị đây, còn anh chị đây, mấy anh chị đa. Hey. Xuống chị đây, giờ đây đôi ngã dưới trần ngập thấm. Anh Dũng ơi, Dũng ơi, là tâm nhiên hết cờ hơn xích lâu, ây dùm xe. Nếu em lại vừa qua đã có một việc nhân đợt dài, quý vị phải một số tờ lệnh bé quý vị nha. Để tránh trường hợp lừa gạt tất cả các chị em và BD bên trên quý vị. Mấy dòng lời tiếp theo đang chào phục vụ cho quý vị là vần lá vé là 20.000 đồng. Rồi em xin chào dòng lời này với ký hiệu 071. 071, đúng rồi. Suy nghĩ kêu qua là con số 4. Số 4 có 1. Số 20. 20 có 2. 35. Có 3. Đúng rồi, có 50. Và 50 hợp lệ. Rồi, chúc mừng chị. Dạ, của mình chị là chúc mừng chị thôi. Chị nên là kinh trùng. Rồi, chị có nên suy điều hay là chị dạ, nhưng mà một mình chị. Nói là cùng. Có một mình chị thôi mà chị mới tăng kinh trùng. Rồi chị có mình nên chị được giải thôi. Cho nên là bây giờ chị sẽ chọn cái biện pháp là mình quay lòng cầu nhỏ số hay là mình nhận một mình một cái phong bao lì xì. Ủa là hỏi chưa? Là dạ. Hỏi rồi đó. Hỏi rồi đó. Bây giờ chị chọn cái nào, chị quay số hay là chị chia điều? Thôi bao lì xì chị cũng quay số. Chị quay số quý vị nha. Sao đúng đạo lý người ta nữa. Bỏ này thiệt á. Đây cái này dòng lần vừa qua không còn giá trị nha quý vị. Vì thương tình tham gia tham dự dòng lời mới, một tập tấm vé vẫn y như cũ là 20.000 đồng cho một tờ lá vé. Quý vị thương tình tham gia tham dự thăm quý vị ha. Dạ đúng rồi quý vị. Anh xin có mấy nhìn ngón tay dùm em quý vị. Còn ngay từ bây giờ đến với chủ đề Ai Cập buổi tối ngày hôm nay, mời cô chú anh chị cùng hóa về sân khấu cùng nhau gặp gỡ qua hai giọng hát.